Trong niềm xúc động và thành kính biết ơn vô hạn, đoàn công tác đã bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân vì nền tự do, độc lập của Tổ quốc. Đoàn công tác nguyện hứa sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã trao tặng gần 50 suất quà cho các đối tượng chính sách tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.